xin chào cả nhà đã đến với chuyện nước mỹ của tý à, sáng hôm nay mình vừa mới xem một cái clip mà người à, mà người à, phóng viên hỏi tổng thống joe biden khi ông có cái dịp biến thăm à, cái à, như là trại tị nạn đó, cho người ukraine tại à, ba lan trước cái thềm mà diễn văn cái bài diễn văn chính mà ông sẽ nói ở ba lan thì mình thấy là à, mình rất là ngạc nhiên khi ông phát ngôn là À, cái người phóng viên hỏi là nếu mà ừ, những cái chuyện gì mà đã, đang diễn ra như thế thì ông có nghĩ gì về putin thì uh, tổng thống joe biden nói một cái câu rất là lạ đó là uh, putin là một cái người bán thịt hoặc là mình dịch là theo cái kiểu là kẻ xấu và uh, bọn đồ tể là người đồ tể là kẻ đồ tể uh, khát máu gì đó thì uh, trong uh, lịch sử mà gần đây gần đây nhất á, thì uh, mình có mình có đọc một vài một cái bài cái bài phỏng vấn của uh, của ông Joe Biden thì ông Joe Biden trước đây á uh, gọi uh, Putin là uh, một nhà độc tài đẫm máu rồi uh, một tên uh, côn đồ thuần túy không hơn không kém uh, một tên tội phạm chiến tranh là trong nhiều trường hợp là gọi nhiều nhất là cũng hai ba lần vậy đó thì uh, đợ, mình mình thì mình không... cũng không mình chỉ là một dân thường thôi mình cũng đang à, mình là một dân thường của việt nam sống tạm trú tại à, tại mỹ thì à, mình rất là ngạc nhiên với những cái cách mà hành xử với lại những cái cái phát ngôn của à, cái ngài tổng thống này vì à, thứ nhất đó là mình lúc nào cũng nghĩ là nước mỹ là một cái gì đó lúc trước, trước kia mình nghĩ mỹ là một cái gì đó nó phải mỹ mỹ không? mỹ tại vì cái từ mỹ mà người trung quốc mà đặt cho cái nước đất quốc gia Hoa Kỳ Mỹ có nghĩa là đẹp nhưng mà ngoài cái việc mà từ từ hôm đầy mình sống ở đây mình không có thấy cái gì thật sự là đẹp à, khi mà sống ngay bên trong lòng của nước Mỹ mình thấy không có gì thật sự là đẹp mà toàn là những cái thứ mà nó đã cũ từ rất là xưa cả trăm năm nay vẫn chưa thay đổi gì được nhiều nhưng cái điều đáng quan tâm là ngày tổng thống của chúng ta À, vẫn là một cái người không có mỹ tí nào tức là người không có đẹp tí nào à, cũng lại cái câu là lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa đồng nhau nhưng mà có vẻ người Mỹ quá cao ngạo mình phải nói là thật sự là như vậy người, người Mỹ quá cao ngạo và lúc nào cũng đem cái gọi là, là dân chủ à, nhân quyền để ra để mà nói nhưng mà cái bản thân của họ là họ sự, họ lợi dụng những cái chữ đó rồi khi mà phát ngôn, đó, họ tự do ngôn luận của họ, nó vượt quá tầm giới hạn. À, hiện tại quý vị cũng thấy, à, quý vị khán giả à, trên xem trên kênh của Tý cũng thấy là à, Putin chưa bao giờ có một cái phát ngôn là chửi à, Tổng thống Mỹ là cái thằng này thằng kia hay là à, đồ tể hay khát máu hay côn đồ hay là tội phạm chiến tranh. Chưa bao giờ. Ông Putin chưa bao giờ mà nói những cái lời đó. À, nói tới đây, khoan khoan nha, dừng 5 phút, 5 giây mấy mà, mấy cờ vàng thế nào nó cũng vô nó sẽ mấy xuyên tạc cái cờ vàng á với lại mấy người, à, à, nó nó láo nó xạo á nó sẽ nhảy vô nó nói trời ơi tổng thống uh, Joe Biden đâu có làm cái gì sai đâu mà mà, mà 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 mà, chửi tổng thống Joe Biden nên là tổng thống Joe Biden lâu làm gì đâu mà chửi à, dạ kinh xưa kinh xưa mấy cụ à, tổng thống Joe Biden có làm gì á, thì cũng phải có quốc hội lưỡng viện quốc hội đồng ý rồi à, à, rồi nguyên một bè lũ là làm tội tội ác chiến tranh tội phạm chiến tranh đầy khắp nơi thế giới đâu có ai dám tố cáo đâu à, tố cáo nó là bị, bị bị chết sao đó tố cáo ở đâu thì dập ở đó tố cáo quân sự thì dập quân sự tố cáo kinh tế thì dập kinh tế thì thì do là chưa có bị tố cáo chưa có bị phản phản đòn nhưng mà qua cái cái phát ngôn của ngày hôm nay của ông Joe Biden á tôi không biết cái tự do ngôn luận của đất Mỹ như thế nào để đào tạo ra một con người chính khách à, giống như ông Joe Biden thì tôi cảm thấy rất là kinh thường ông à, tôi cảm thấy rất là kinh thường ông bởi vì ông là là thân là một vị chính khách đứng đầu của một quốc gia à, lúc nào cũng mang tiếng là hùng mạnh nhất thế giới nhưng mà hôm nay ông lại phát ngôn cái câu là à, Putin là một tên đồ tể khát máu à thì thì nó hàng gì tôi cũng bây giờ tôi mới 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 ngộ nhận tức tôi mới ngộ ra một điều là tôi mới nhận ra được một điều là à, con nhang đệ tử của ông á, là sống ở khắp nơi trên nước mỹ này à, trừ những anh chị em kiều bào yêu nước nha à, đều phát ngôn giống như ông thì ra cùng một cái gia đình mà ra thì à, bố mỹ dạy sao thì các con các cháu á, học y chang như vậy à, mình rất là ngưỡng mộ cái tinh thần mà à, xuyên tạc nè rồi à, chửi bới nè của bố Mỹ và các con nhang cờ vàng, ừ. mình mình thấy cách họ sử dụng các từ vẫn giống nhau y chang à, không khác gì hết trơn á. Bọn Ba que nó cũng kêu bác hồ là tên đồ tể khát máu. Bây giờ tổng thống Mỹ Joe Biden gọi tổng thống Putin của nước Nga à, xinh đẹp là à, tên đồ tể khát máu. À, thế thì à, lịch sử được viết bởi người Mỹ chứ không phải được viết bởi thế giới. À, mặc dù nước mỹ đã thua nhiều cuộc chiến trên thế giới à, nhưng mà lúc nào à, người mỹ cũng coi đó là một cái niềm vinh hạnh ví dụ như à, người mỹ thua cuộc chiến việt nam thì à, bọn Ba que nói là người mỹ bỏ rơi tụi nó à, bọn, à, bọn cờ vàng bọn mà còn sót lại với lại bọn à, dân chủ cụi mà còn vẫn còn ủng hộ à, cờ vàng để chống đối à, đất nước việt nam của chúng ta hiện tại À, chống đối đất nước luôn nha chứ đừng có mà nhảy vô nói với tôi là à, chỉ chống đảng thôi chứ không chống đất nước. À, xin xin thưa đảng đang lãnh đạo đất nước Việt Nam mà quý vị chống đảng tức là chống đất nước rồi còn gì nữa nên là quý vị đừng có vô bắt bẻ tôi từng câu từng chữ. đó Thì à, tôi cảm thấy à, à, quý vị và quý vị cờ vàng, sinh và tạc vẫn vẫn chưa chịu khuất phục cái chính nghĩa là lý do do bố Mỹ của các vị cũng là cái thằng mất dạy, à, thằng mất dạy à, giống như là một kẻ vô học à, phát ngôn chính khách à, trên à, diễn đàn trên mạng mà không ra gì hết á, cho nên đừng có trách tôi là tại sao tôi chửi luôn cả tổng thống, tại vì à, tổng thống mà nói chuyện à, vô văn hóa, vô giáo dục, tôi không biết ông học đại học nào, nhưng mà tổng thống mà nói chuyện rất là vô văn hóa tôi chưa có bao giờ nghe một cái chính khách Việt Nam nào mà nói Tổng thống Joe Biden là kẻ đồ tể hay là là tội phạm chiến tranh tôi không có giờ nghe chính khách của Nga nói một câu nào hết cho nên quý vị ở đây chửi chính khách Việt Nam chửi chính khách Nga ra rã ra rã nhưng mà quý vị nhìn lại cái chính khách của quý vị đi toàn là những kẻ có học mà, mà như vô học có văn hóa mà như vô văn hóa và được dạy bảo mà cũng như là mất dạy thì bố mất dạy thì các con cũng mất dạy thì đến đây thì tôi cạn lời với quý vị cờ vàng ở đây rồi thì uh, hy vọng là uh, các vị uh, còn sống những cái ngày êm đẹp với bố mỹ của các vị ở đây thì các vị uh, cứ tiếp tục vuốt đuôi đi bởi vì thực ra mà nói uh, quý vị uh, tự, tự sướng ở nơi cái xứ sở uh, uh, coi như là lắm thầy nhiều ma ở xứ mỹ này uh, cũng không được bao lâu đâu bởi vì uh, các vị làm cho tôi cảm thấy rất là rất là hài lòng. Bởi vì khi tôi sang bên Mỹ này, ngoài cái việc mà gia đình tôi bị uh, coi như là tẩy não bởi các vị và và bố Mỹ của các vị, thì uh, tôi được chứng kiến một cái sự thật phủ phàng và một cái bức tranh của nước Mỹ nó không có xinh đẹp giống như mọi người thấy. Uh, mỗi, uh, những người nào mà còn mơ ước về nước Mỹ thì hãy sang đây mà sống thử một lần cho biết rồi. Uh, rồi chứng kiến những cái cảnh mà ở bên Mỹ này nó đầy rẫy như bức công và ngay cả một tổng thống cũng là một cái người vô văn hóa, à, vô giáo dục. Tức là mình không cần biết không cần quan tâm ông ta học đại học cao cỡ nào nhưng mà rất là vô văn hóa khi mà à, nói những cái, cái cái phát ngôn như vậy. À, tôi không có khắc khe, à, tôi chẳng có bây giờ mà khắc khe với cái chuyện lời nói nhưng mà à, là một chính khách đứng đầu đất nước thì à, cái chuyện này thì tôi sẽ khắc khe và tôi coi coi đó là cái thước đo đánh giá cái tầm nhìn của một chính khách. Tại vì chính khách thì ngoài những cái lời hay ý đẹp để nói về một cái uh, ngoại giao, một cái hiện tượng ngoại giao nào đó, thì cái việc mà đối diện với kẻ thù thì cũng dùng những cái từ nó mang tính ngoại giao và chấp chấp nhận được trong cái khuôn khổ là mình không có thích người ta, mình không đồng ý với người ta, thì mình sẽ nói như thế nào đó nó nghe vừa lỗ tai chứ không phải là hãy cái mình ghét người ta là mình chửi người ta theo cái kiểu là tên đồ tể, tên khát máu cho nên uh, nhiều khi tôi cảm thấy là bây giờ tôi cảm thấy là không có tức giận về cái vấn đề mà bọn uh, cờ vàng với con nhan đệ tử với dân chủ cụi nó nói về cái chính khách của mình và nó nói về uh, bác Hồ bởi vì uh, bọn nó cũng học từ một ruột của bố mỹ của chúng nó mà ra uh, cho nên là tí có đôi điều uh, bức xúc về cái vấn đề mà tổng thống Joe Biden uh, nói chuyện một cách vô văn hóa về uh, À, tổng thống à, putin mà trong khi mình chưa bao giờ nghe putin nói một cái điều gì đó à, à, coi như chửi bới tổng thống mỹ à, ông vẫn bình thản và xử lý những công việc theo đúng những cái gì mà ông đã đề ra à, đó là một số bức à, xúc của mình về cái phát ngôn à, vô văn hóa của tổng thống joe biden xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe à, nếu cả nhà thích thì à, cho một like và chia sẻ à, bình luận bên dưới giúp cho tí để giúp cho kênh tí được đề xuất Cảm ơn cả nhà đã chú ý theo dõi 10 phút vừa qua Bye cả nhà